tới cái phần đầu tiên, đó là kết nối viện trường doanh nghiệp để thúc đẩy khởi nghiệp. Và trong cái phần khởi nghiệp đó nó có một phần liên quan đến công nghệ giáo dục. Và vì vậy thì tôi sẽ phép được câu chuyện của chúng tôi đó chính là tại một vườn ươm của một trường đại học về kinh doanh. Có lẽ là với một cái background về kinh doanh thì chúng tôi theo suy nghĩ của nhiều người sẽ không có lợi thế khi mà phát triển một vườn ươm, bởi vì thường nói tới ươm tạo thì người ta sẽ nghĩ đến công nghệ đầu tiên. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã mạnh dạn khi mà thầy hiệu trưởng giao chúng tôi là làm thế nào đó để phát triển các hoạt động ươm tạo khởi nghiệp tại trường đại học Ngoại thương. Chúng tôi cũng đã mạnh dạn có những bước đi và sau 2 năm đã triển khai. Hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ một số những cái nội dung, và đặc biệt là khi chia sẻ những cái nội dung này thì nó lại liên quan đến một trong những yếu tố mà giúp cho những người lương của chúng tôi, mặc dù chưa phải là một cái đơn vị độc lập khỏi trường, nhưng chúng tôi đã có định hướng sẽ trở thành một đơn vị độc lập. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cũng thực hiện đúng cái ý ban đầu của hội thảo ngày hôm nay, đó là kết nối giữa viện trường và các doanh nghiệp để cùng chúng tôi thực hiện cái sứ mệnh của trường đại học liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp. Tôi cũng sẽ không nói chia sẻ nhiều về các hoạt động của trường Ngoại thương nữa, chỉ biết rằng đối với những hoạt động của trường Ngoại thương thì chúng tôi có được một cái lợi thế rất lớn, đó chính là những cái bạn sinh viên rất là năng động, các giảng viên cũng rất là open mind để kết nối với những cái hoạt động ở bên ngoài. Và vì vậy các hoạt động của trường đại học Ngoại thương thì rất là sôi động, và đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp thì các em sinh viên đã có rất nhiều các cuộc thi. Vậy thì khi đối với một trung tâm ươm tạo chúng tôi ra đời, chúng tôi sẽ tập trung vào những cái lựa chọn gì? Đó là chúng tôi xác định rất là rõ, nhìn vào trong cái cộng đồng của các bạn tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương, có thể ngay sau khi tham dự các cái cuộc thi đó sẽ có rất ít các startup có thể hình thành được. Nhưng nếu chúng ta nhìn rộng ra 3 năm hay 5 năm sau khi các em ra trường, thì trên thị trường chúng tôi cũng đã đóng góp vào cái hệ sinh thái khởi nghiệp rất nhiều những cái gương mặt đến từ trường đại học Ngoại thương, và trong đó cũng có một số nó liên quan đến cái lĩnh vực về EdTech, ví dụ như là Elsa Swift cũng là một trong những cái alumni của chúng tôi đã gọi vốn đầu tư được vòng Series A và đến bây giờ đang phát triển ở độ toàn cầu. Và cái startup này khác với những cái startup khác là đi từ thị trường trong nước mà bạn đã tiếp cận ngay từ đầu với thị trường toàn cầu. Vậy thì đứng dưới góc độ của một trường đại học thì từ trước đến giờ thì mọi người sẽ nhìn thấy hai cái lĩnh vực rất là trọng tâm, đó là giáo dục và đào tạo. Và một trong những cái điểm yếu của trường đại học đó chính là có một cái chưa có sự kết nối một cách mạnh mẽ với thị trường. Và vì vậy thì khi tham khảo kinh nghiệm của các trường đại học trên thế giới, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng những trường thành công đó là những trường mà làm thế nào đó chuyển giao được những kết quả của nghiên cứu, của đào tạo ra đến thị trường. Và đó là thông qua cái công cụ chính là về khởi nghiệp và sáng tạo. Khởi nghiệp và sáng tạo đã giúp cho các kết quả của nghiên cứu, của đào tạo này ra được thị trường một cách nhanh chóng nhất. Và đó cũng chính là cái định hướng của trường chúng tôi khi mà tạo thêm một cái trụ cột thứ ba bên cạnh hai cái trụ cột cơ bản, đó là giáo dục và đào tạo. Và điều này giúp cho trường đại học Ngoại thương có thể có được một sự phát triển về giáo dục đào tạo bền vững, và đặc biệt có thể theo được hay là chung tay cùng với cộng đồng để giải quyết chính những cái vấn đề xã hội mà thông qua bài của anh Chin, thông qua bài của giáo sư từ trường Thái Lan, chúng ta nhìn thấy là việc trường đại học hoàn toàn có thể đi tìm kiếm ra những cái giải pháp hay là tận dụng được cái sự sáng tạo của các bạn sinh viên cũng như là các đối tác cùng nhau tìm ra được các vấn đề mà cộng đồng đang phải giải quyết. Và các hoạt động của chúng tôi thì cũng phải chia sẻ thật sự là vừa làm vừa rút kinh nghiệm và vừa tham khảo ở khắp nơi. Thế thì các hoạt động của chúng tôi thiết kế theo mô hình phễu, theo đúng cái tư duy của làm công vườn ươm, là làm thế nào để có thể đông nhất các bạn sinh viên và các bạn trẻ tiếp cận được với lĩnh vực này. Thế thì cái đặc trưng của cái vườn ươm đại học nó sẽ khác với các vườn ươm thông thường. Các vườn ươm thông thường thì hay là các cái tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp thì mục tiêu của họ là làm thế nào đó để tìm ra được các startup để có thể đầu tư một cách nhanh chóng nhất. Vậy thì đối với chúng tôi thì chúng tôi lại phải làm thêm một sứ mệnh nữa, là làm thế nào có thể truyền được cảm hứng khởi nghiệp đến nhiều các bạn trẻ, các bạn sinh viên nhất. Và ngay từ ban đầu thì chúng tôi cũng định hướng là chúng tôi run cái vườn ươm này không phải chỉ để dành cho sinh viên đại học Ngoại thương mà để cho cộng đồng các bạn trẻ khởi nghiệp. Và trong đó thì chúng tôi cũng ngay từ bước đầu tiên thì chúng tôi cũng đã chủ động kết nối với các trường đại học khác để khắc phục cái một cái điểm yếu của trường đại học Việt Nam, đó là cái tính đơn ngành. Và
rất nhiều là tại sao cái buổi hội thảo ngày hôm nay lại là trường đại học Ngoại thương cùng với Bách khoa cùng với một số các trường khác, bởi vì ngay từ đầu hướng thì chúng tôi đã cùng nhau trong những cái hoạt động như vậy. Thế thì cái bảng đầu tiên đó chính là chúng tôi tổ chức các cái hoạt động kết nối và các hoạt động cộng đồng. Hoạt động này để nhằm tạo ra được số người tiếp cận với các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo một cách đông nhất. Tiếp theo đó là cung cấp các cái chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo gồm cả hai phần cho những bạn mà chưa biết hoặc là chưa bắt đầu với khởi nghiệp, và sau đó là các đào tạo chuyên sâu. Tiếp theo đó mới đến hoạt động ươm tạo, và cái mà để giúp cho chúng tôi bền vững đó chính là hoạt động nghiên cứu và tư vấn cho các doanh nghiệp, cả startup và các SME, cũng phân biệt hai cái nhóm đối tượng này. Vậy thì đối với các hoạt động network và event đó là gì ạ? Là chúng tôi tổ chức thường xuyên các cái buổi để tư vấn miễn phí cho các bạn sinh viên, cho các bạn trẻ, thậm chí là các doanh nghiệp đã đi làm. Rất nhiều các anh chị từ các cái đơn vị mà hoặc là từ sinh viên đã đi làm rồi, nhưng bây giờ muốn khởi tạo một doanh nghiệp riêng của mình, các anh chị cũng có thể cho vào các hoạt động chúng tôi gọi là support and orientation for startup, hỗ trợ và hướng nghiệp cho các cái startup và sinh viên. Hoạt động này chúng tôi thường xuyên tổ chức online. Tất nhiên là vì chưa được tiếp cận với những cái công nghệ tốt hơn, cho nên thường chúng tôi là nhận thông qua email, nhận qua inbox các fanpage, và sau đó thì chúng tôi tổ chức offline thường xuyên tất cả các buổi chiều thứ năm, ngày thứ năm hàng tuần tại trường đại học. Và ở đây chúng tôi mời được một lượng rất lớn, không chỉ các giảng viên mà các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hiện nay rất sẵn sàng chia sẻ, và thông qua cơ hội này thì họ cũng có thể tiếp cận được đối với những cái bạn trẻ đang mong muốn khởi nghiệp. Hoạt động mà chúng tôi cũng tổ chức thường xuyên đó chính là cái F-talk. Ban đầu thì chúng tôi cứ một tháng tổ chức một cái F-talk, và sau khi thấy đến cái F-talk thứ 3, cái số lượng người quan tâm thì chúng tôi nâng cấp nó lên, trở thành cái gọi là Việt Nam Innovation Summit, cứ 6 tháng là một lần. Và năm vừa rồi thì Việt Nam Innovation Summit đã đưa vào trong cái ở cấp độ cao hơn, tức là diễn đàn đối thoại về chính sách, trong khuôn khổ của một cái diễn đàn gọi là FIHE, đó là một sáng kiến của trường đại học Ngoại thương về quốc tế hóa giáo dục trong lĩnh vực đào tạo, và hơn 300 các diễn giả, các cái người tham dự từ nhiều quốc gia trên thế giới, và social innovation trở thành một phần của cái diễn đàn này năm 2019, và tương lai năm 2020 chúng tôi cũng dự kiến sẽ có những cái diễn đàn như vậy. Những hoạt động mà chúng tôi tiếp cận được với cộng đồng và với số đông các doanh nghiệp đó chính là cái gọi là GI Tour. GI Tour nó gồm hai phần: Green Innovation Tour là những cái chuyến đi thực tế đến các doanh nghiệp và có các cái hoạt động đổi mới sáng tạo xanh. GI Tour đồng thời cũng là Geographical Invitation Tour, tức là đến các địa phương mà có các sản phẩm đặc sản. Ở đó thì chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi hội thảo tọa đàm để nâng cao nhận thức cho địa phương, chính quyền địa phương, bà con ở địa phương đó về cái đổi mới sáng tạo trong chính những hoạt động hàng ngày của họ, và đồng thời là giúp các bà con có thể tiếp cận được đến những cái thị trường tốt hơn, hoặc là tư vấn về một vài những cái lĩnh vực cụ thể như là SEO, marketing, hoặc là những cái thứ mà địa phương đó quan tâm. Và chúng tôi cũng có lẽ là đây là cái bản tin duy nhất hiện nay chúng tôi kết hợp được ba cái lĩnh vực: một là đổi mới sáng tạo, hai là khởi nghiệp, và ba là sở trí tuệ. Đó chính là cái bản tin hàng tháng mà chúng tôi vẫn cập nhật, xin lỗi hàng tuần mà chúng tôi vẫn cập nhật cho các doanh nghiệp. Cái hoạt động networking này của tôi đều đã triển khai và vẫn rất thường xuyên. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã triển khai trong 2 năm qua, chỉ là một vài cái hình ảnh đặc trưng thôi. Và các field trip này đã đi đến cả Ba Lan, Nhật Bản và một số các quốc gia hay là các địa phương. Đây là chè sông Cầu trong thời gian vừa qua. Hoạt động đào tạo, thế thì chúng tôi cũng có một cái ban đầu thì cứ vừa làm vừa thử, cho nên là chúng tôi đã thiết kế rất nhiều các khóa học khác nhau, các khóa học dành cho các bạn chưa biết gì, các bạn chúng tôi gọi là turn on innovation, tức là kích hoạt cái sự sáng tạo của các bạn để các bạn có cái ý tưởng. Và hôm qua tôi cũng rất là vui gặp lại một bạn sinh viên ngay bên cạnh làm edtech của mình, đó chính là bạn mà đã tham gia cái khóa học này, và hiện nay chúng tôi cũng vẫn đồng hành với nhau trong một số các hoạt động để hỗ trợ khởi nghiệp. Chúng tôi có cái khóa học là Entrepreneur Z, đây chính là được truyền cảm hứng từ khóa học công dân tích cực của Hội đồng Anh, và chúng tôi customize lại theo cái cách của chúng tôi để phù hợp hơn với thực tiễn. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hackathon hay là các cái innovation camp. Những cái hoạt động này thì thường chúng tôi tổ chức với các đối tác nước ngoài, vì các chị cũng biết bao giờ các format nước ngoài họ đã được trải nghiệm ở một số nơi rồi, khi chúng tôi đưa về Việt Nam thì chúng tôi thường customize theo cái nhu cầu của người Việt.
và những cái khóa học chuyên sâu Startup Station cho các bạn khởi nghiệp đã có ý tưởng, tức là khi mà các bạn đi qua tất cả những hoạt động này, các bạn đi generate ra ý tưởng thì chúng tôi đưa vào những cái khóa học chuyên sâu hơn. Chúng tôi cũng đồng hành cùng với cộng đồng khởi nghiệp của các trường khi mà có các cái khóa đào tạo tiêu ti, và đặc biệt là có một cái hoạt động nữa là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì đây là những hoạt động đào tạo, lát nữa tôi cũng sẽ chia sẻ luôn là trong thông qua các hoạt động event hay đào tạo như thế này, chúng tôi kết nối các bên và các cái doanh nghiệp vào như thế nào. Và đây chính là những cái hình ảnh mà chúng tôi đã triển khai trong 2 năm qua. Tất cả các thứ bảy chủ nhật thời trường đại học Ngoại thương hệ trung tâm FIS đều rất là sôi động và không khác gì ngày thường cả, vì lúc đó thì các doanh nghiệp mới có thể tranh thủ thời gian đến để hỗ trợ cho các nhóm startup được, và chúng tôi thường xuyên là làm thứ bảy chủ nhật. Và đây là liên quan đến hoạt động ươm tạo. Sau tất cả những hoạt động đó thì chúng tôi cho các em những cái cơ hội là tham dự các cuộc thi. Ở trường thì có rất nhiều cuộc thi, ngoài ra thì hiện nay hầu hết các trường đại học khác và các cái tổ chức cũng có rất nhiều các cuộc thi, thì chúng tôi cho các em một cái cơ hội là được tham dự các cuộc thi đó. Và sau các cuộc thi thì chúng tôi lại đánh giá một lần nữa và đưa các bạn đi vào các hoạt động ươm tạo. Hoạt động ươm tạo của chúng tôi làm trong 2 năm qua có tên là hoạt động Xích 100 Điện, là 100 ngày đào tạo tăng cường lại và 6 tháng để kết nối đầu tư cho các nhóm. Đây cũng là một trong những thứ mà ban đầu thì thầy hiệu trưởng chưa giao, nhưng mà khi chúng tôi làm thì chúng tôi nghĩ rằng cũng cần thiết phải có một hoạt động gì đó chuyên sâu sau các cuộc thi cho các em để tiếp tục giúp các em có được cái hoạt động cụ thể ở trên thị trường. Và cùng với các cái chuyên gia thì chúng tôi trong năm tới cũng sẽ đưa ra một cái chương trình thúc đẩy khởi nghiệp, và nó sẽ ở một cái format hoàn toàn mới. Và đặc biệt là sau các hoạt động về ươm tạo này thì một trong những cái thứ mà chúng tôi cũng định hướng trong cái năm vừa rồi để triển khai đó chính là hoạt động ươm tạo, hoạt động nghiên cứu phát triển và tư vấn. Thì đồng hành cùng với các nhóm khởi nghiệp đó hoạt động tư vấn, và khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi ngay từ đầu, từ những cái hoạt động talk, event cho đến các hoạt động đào tạo và bây giờ ươm tạo, thì chúng tôi đều mời các bên liên quan. Chúng tôi đặt sinh viên và các bạn khởi nghiệp vào trung tâm, họ là đối tượng mà chúng ta phục vụ, nhưng họ không phải là cái bên liên quan duy nhất. Chúng tôi đúng tư duy là xây dựng một cái hệ sinh thái nhỏ tại trường đại học Ngoại thương, và vì vậy thì chúng tôi cũng ngay từ đầu nhìn thấy một trong những cái nhóm đối tượng mà họ có thể mang lại cái nguồn lực rất là lớn cho chúng tôi, đó chính là các doanh nghiệp. Thì cách thức chúng tôi đem các doanh nghiệp vào như thế nào? Đối với các event thì họ là những người cùng đồng tổ chức các event với chúng tôi. Họ là những người mà sẽ tham gia vào các panel, tham gia vào các diễn đàn đó, và đặc biệt các cái khóa học. Thì các anh chị biết là nếu như chỉ để các bạn sinh viên có ý tưởng thì đôi khi nó lại bị hạn chế bởi các bạn chưa có trải nghiệm. Và vì vậy thì chúng tôi đem theo các doanh nghiệp vào, họ gợi ý chính những vấn đề họ đang gặp phải, và đó chính là các bài toán cho các bạn startup tự tìm ra được những giải pháp và giúp cho doanh nghiệp sẽ đánh giá ở cái cuối cái khóa học đó. Và vì vậy thì tất cả các hoạt động của trường đại học Ngoại thương thì chúng tôi đều với cái tư duy như vậy, là sinh viên và startup chỉ là một phần trong cái nhóm đối tượng phục vụ của mình. Và vì vậy các doanh nghiệp hay là các tổ chức, ví dụ như là hội đồng Anh hoặc các bên thứ ba, họ cũng đều có thể trở thành các đối tác của chúng tôi khi mà đồng hành với các hoạt động này. Và từ đó thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng để có thể giúp cho các startup này phát triển ở mức độ cao hơn thì chúng tôi đã tạo ra những cái nhóm gọi là nhóm nghiên cứu xuyên ngành, transdiscipline chứ không phải là interdiscipline, sẽ phát triển ở mức độ cao hơn. Trong cái bài trao đổi của giáo sư từ trường đại học Thái Lan thì anh đã đề cập đến là gì ạ? Công nghệ nó là chỉ là một trong ba nhóm yếu tố đó, và hôm nay chúng tôi cũng rất là vui mừng có các cái nhóm startup của chúng tôi đang ở đây. Các bạn khi đến với chúng tôi đem theo một cái sản phẩm công nghệ, đây sản phẩm công nghệ của chúng tôi là một con robot. Con robot này nó có rất nhiều các chức năng và chúng tôi vô cùng ngạc nhiên với các chức năng của con robot đó. Thế nhưng một trong những cái vấn đề mà chúng tôi gặp phải là tại sao có một sản phẩm công nghệ hay như thế nhưng chúng tôi đi pitching với rất nhiều nhà đầu tư mà người ta lại không quan tâm. Thế thì sau 6 tháng đến 1 năm thì chúng tôi cùng ngồi lại để nhìn xem tại sao các nhà đầu tư lại không quan tâm đến một sản phẩm công nghệ hay như vậy. Và chúng tôi mới phát hiện ra rằng những tính năng cơ bản của con robot đó nó chỉ là một phần rất nhỏ trong những thứ giá trị mà sản phẩm và doanh nghiệp đó có thể mang lại cho cộng đồng. Và chúng tôi đã thiết kế nên một cái chúng tôi gọi là Impact Project, tức là một cái dự án
mà trong đó công nghệ nó chỉ là một phần, và đặc biệt sản phẩm này nó có thể giúp cho xã hội đang giải quyết một vấn đề rất lớn, đó chính là sự kết nối của các thành viên trong gia đình, sự kết nối giữa con cái với bố mẹ, sự kết nối của bố mẹ với trường đại học. Và vì vậy cái giải pháp mà chúng tôi xây dựng cho cái nhóm nghiên cứu này nó là một giải pháp tổng thể và giải quyết một vấn đề rất lớn của xã hội. Khi mà bố mẹ, con cái đã xác định là gì ạ? Chúng ta cần phải đồng hành cùng với nhau, cần phải tăng cường giao tiếp. Thì trong những tình huống mà bố mẹ và con cái không thể duy trì được do công việc, do công tác, thì lúc đó con robot nó mới trở thành một giải pháp về công nghệ để hỗ trợ, chứ không phải là nó thay thế được cái mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Và khi mà chúng tôi làm như vậy thì chúng tôi cũng mời các bên liên quan. Ví dụ chúng tôi thấy rằng cái con robot này nó có thể giải quyết được một vấn đề, đó là bệnh về mắt cho các startup hay là bệnh gù lưng. Và chúng tôi mời Bệnh viện Mắt Hà Nội và họ vô cùng happy khi mà được đồng hành với những dự án như thế này. Đương nhiên Bệnh viện Mắt là người ta mong có nhiều bệnh nhân hơn, nhưng cái sứ mệnh xã hội của họ cũng phải nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc là diện làm thế nào đó để trẻ em không bị cận thị mắt. Và vì vậy thì trong quá trình mà chúng tôi cũng phải chia sẻ rất thật là chỉ có 5 ngày để cùng các nhóm startup để chuẩn bị một cái hồ sơ cho Fintech City, thì chúng tôi cũng đã involve được rất nhiều bên. Ví dụ như APAC English là một cái chuỗi tiếng Anh, thì cái con robot này nó lại hỗ trợ cho cái trung tâm dạy tiếng Anh đó có thể hỗ trợ cho giảng viên và quản lý. Như vậy thì chúng tôi thấy đây cũng là một cái cách mà nó vượt ra khỏi cái quan điểm của mọi người về IT và về nghiên cứu thông thường. Chúng tôi sẽ là một cái bên mà hỗ trợ cho các công nghệ ra được đến thị trường. Và điều quan trọng hơn là chúng tôi tạo ra được một cái giải pháp nó mang tính toàn diện và có thể tạo ra được cái tác động rất là lớn cho xã hội. Và vì vậy thì cái hoạt động IT hay là hoạt động về nghiên cứu mà lấy các doanh nghiệp khởi nghiệp đồng thời là các cái doanh nghiệp lớn tham gia vào cái hoạt động IT này cũng là một cái định hướng của chúng tôi trong tương lai. Thế thì vâng, đây chính là các cái hoạt động mà chúng tôi đã làm. Và chúng tôi đã thử nghiệm không phải chỉ với cái nhóm khởi nghiệp này, chúng tôi đã từng hợp tác với các doanh nghiệp lớn, ví dụ như là các tổ công ty của nhà nước. Thế thì khi mà chúng tôi đưa các cái format, mặc dù cái format đó là tập trung vào các bạn sinh viên, nhưng mà trong cái quá trình làm thì doanh nghiệp phải đồng hành cùng và họ phát hiện ra rằng gì ạ? Họ có thể thay đổi được cả tư duy, cả nhận thức. Và đây là một trong những cái chương trình chúng tôi gọi là Impact Consulting Camp. Các bạn sinh viên được đóng vai trò là người tư vấn ngược lại cho doanh nghiệp về các giải pháp đó. Và thực sự là chúng tôi rất là ấn tượng với cái kết quả đó. VNPost đã thay đổi cả cái định hướng về chiến lược. Đây cũng là chia sẻ của một cái thành viên của hội đồng, gọi là hội đồng thành viên. Anh ấy nói rằng gì ạ? Từ trước đến giờ cũng được truyền đạt lại là gì ạ? Phải đồng hành cùng các hoạt động của cộng đồng. Nhưng chúng tôi không biết tại sao lại phải đồng hành. Thì với cái format của chương trình này thì chúng tôi đã giúp cho cái ban lãnh đạo của VNPost nhận thức được rằng không phải chỉ là hoạt động CSR và hoạt động trách nhiệm xã hội, mà các cái giải pháp liên quan đến sáng tạo xã hội thì đó có vẫn là một cái hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh có lời và thậm chí thu lời nhiều đấy là đằng khác. Chỉ có điều là đồng thời với nó giải quyết một vấn đề xã hội rất lớn. Và vì vậy thì cái hoạt động mà chúng tôi cho rằng IT theo một cái nghĩa mở, tạo ra những nhóm nghiên cứu xuyên ngành, đặt một vấn đề xã hội vào trung tâm và các bên cùng tham gia giải quyết vấn đề đó. Đó chính là cái cách thức để chúng ta cùng tất cả các cái bên, các cái gọi là stakeholder trong hệ sinh thái cùng tham gia vào cái cuộc chơi chúng ta gọi là khởi nghiệp sáng tạo. Và những hình ảnh này đó là những hình ảnh mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm vừa rồi. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong thời gian tới vẫn tiếp tục nhận được cái sự hợp tác, đồng hành của chính các cái trường đại học trong cái hệ sinh thái của chúng ta, và đặc biệt là làm thế nào đó để đưa các cái doanh nghiệp vào đồng hành cùng các hoạt động này thì nó lại đều mang lại giá trị cho tất cả các bên. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.